Chương 177, anh có thân phận gì, nói mau, tối qua làm mấy lần, mỗi lần bao lâu, Doanh Diễm Kiều nhất quyết phải hỏi cho rõ mới thôi. Đúng vậy, khai ra mau, Lý Khả Nghi cũng hùa theo, ngay cả Từ Tư Nhiễm cũng tươi tắn hẳn lên. Thiên Thiên, cậu khai thật đi, mấy người con gái mỗi người một câu giam Diêu Hữu Thiên vào giữa không để cô đi, nói đi nói lại các cậu còn chưa kết hôn đấy, hỏi những câu như thế này không thấy mất mặt à, có gì mà mất mặt. Doanh Diễm Kiều thẳng nhiên mở lời, chính vì bọn tớ chưa kết hôn mới phải hỏi cho rõ để lần sau lấy làm tham khảo chứ, nếu không sau này vớ phải một người đàn ông không đem lại hạnh phúc cho bọn tớ thì làm thế nào. Chính xác, Lý Khả Nghi mạnh mẽ gật đầu, khai ra mau, đừng lãng phí thời gian của chị đây nữa, chị họ chị mau nói đi, nếu không bọn em không bỏ qua cho chị đâu. Diêu Hữu Thiên gần như thiếu điều quỳ lạy mấy ngư cô chị em tốt, đúng lúc xấu hổ đến tột độ. Thiên Thiên, một giọng nói vang lên, thành công giúp cô giải vây, quay đầu lại thì thấy Diêu Hữu Quốc và Diêu Hữu Gia, bên cạnh hai người còn có vali hành lý cá NHN, có vẻ như đang chuẩn bị vào làm thủ tục bay. Anh cả, anh hai, Thiên Thiên, sao em lại ở đây? Diêu Hữu Gia đưa tay kéo em gái ra khỏi vòng vây của đám bạn, lại nhìn về phía đám người Từ Tư Nhiễm, chẹp chẹp, đây gọi là gì nhỉ, trọng bạn khinh anh à? Anh và anh cả em phải đi cũng không thấy em đến tiễn, làm ơn đi anh. Diêu Hữu Thiên gạt tay anh hai ra, anh với anh cả ngồi máy bay thường như cơm bữa, cần gì em đến tiễn, không có tâm gì hết. Diêu Hữu Gia ôm ngực vờ như rất đau lòng, lại nhìn Diêu Hữu Quốc, anh cả em tổn thương rồi, quá sức tổn thương. Diêu Hữu Thiên không thèm để ý đến đứa em trai của mình đang giả ngốc, rõ ràng đã già đầu rồi mà còn thích bẩn cợt hơn cả đứa em trai thứ tư ở nhà, thật là một đứa em trai ngốc. Ánh mắt hướng về phía mấy người bạn của Diêu Hữu Thiên, các em cũng về Bắc Đô à? Vâng, chuyến bay MM520, Mặc Dư Tiệp cười hết sức ngọt ngào, anh họ cũng bay chuyến này sao? Ừ, thái độ Diêu Hữu Quốc bình thản, không quá nhiệt tình cũng không quá xa cách, dù sao cũng cùng một chuyến, vậy thì đi thôi. Quay đầu nhìn Diêu Hữu Thiên, đưa tay kéo chiếc khăn quàng cổ của cô chặt hơn, bên ngoài hơi lạnh, mau về sớm đi. Tự mình không thích lái xe thì tìm một người tài xế tiện hơn nhiều. Anh nói từ lâu là sẽ mua một chiếc xe kèm theo tài xế cho Diêu Hữu Thiên nhưng cô không thích, nói là cảm thấy kỳ kỳ. Vâng, Diêu Hữu Thiên trước giờ vẫn luôn nghe lời của anh cả cũng bảo trọng, Bắc Đô còn lạnh hơn ở đây rất nhiều. Ừ, sao không thấy em quan tâm đến anh hai của em một chút vậy? Diêu Hữu Gia phản đối, em gái em nhất bên trọng nhất bên khinh quá đấy. Diêu Hữu Thiên rất muốn trợn mắt với anh, cuối cùng cô cũng làm như vậy, anh hai tốt của em, anh nhớ bảo trọng nhé, nếu không em sẽ lo lắng lắm đấy, như thế này đã được chưa? Hử, coi là tạm được. Diêu Hữu Gia bày ra vẻ rất miễn cưỡng, kéo vali hành lý nhìn về phía Mặc Dư Tiệp, có cần anh kéo hành lý giúp em không? Được đấy được đấy. Mặc Dư Tiệp kéo thẳng vali hành lý đặt vào tay Diêu Hữu Gia. Trời, anh chỉ thuận miệng nói một cái mà em để anh kéo thật à? Diêu Hữu Gia trên miệng bất mãn nhưng cũng chấp nhận số phận kéo vali hành lý, mỗi tay một cái bước vào sảnh đợi, anh họ tuổi trẻ tài cao mà. Mặc Dư Tiệp khoác lấy tay anh, cùng lắm về Bắc Đô em đãi anh ăn một bữa, vậy còn được. Diêu Hữu Gia cũng nuông chiều cô em họ này lắm, ít ra nguyên nhà dì hai cũng chỉ có mỗi cô em họ này là bình thường, đột nhiên nổi hết da gà, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, hai người bước vào sảnh đợi trước. Còn Diêu Hữu Quốc thấy Diêu Hữu Gia kéo hành lý giùm cho Mặc Dư Tiệp, quay đầu nhìn mấy người con gái rồi đưa tay kéo chiếc vali to nhất trong đám. Từ Tư Nhiễm ngây người, nhìn Diêu Hữu Quốc kéo chiếc vali của mình, định ngăn cản nhưng lại thôi, cúi đầu hơi xấu hổ mà đi theo phía sau anh, gương mặt cúi gằm xuống đất khẽ nở nụ cười. Có thể ngồi cùng chuyến bay với anh thì có được coi là có duyên không nhỉ? Diêu Hữu Thiên tiễn bản thân và anh mình đi rồi trong lòng hơi chua xót. Rất nhớ khoảng thời gian chơi cùng mấy người Từ Tư Nhiễm, bây giờ chỉ có thể đợi cô về Bắc Đô mới làm được. Lần trước Cố Thừa Diệu có nói đợi công trình hoàn thiện sẽ về, mà công trình khu nghỉ dưỡng cũng đang bước vào giai đoạn cuối rồi. Đợi xong việc ở đây, đến lúc có thể bàn giao thì cô sẽ cùng Cố Thừa Diệu về Bắc Đô. Ngay lúc định ra khỏi sân bay không ngờ gặp phải một người quen, mặc áo choàng dài, đội mũ, chiếc khẩu trang che kín hơn nửa khuôn mặt. Không muốn để người khác nhìn thấy mặt mình thì ngoài Triệu Bách Xuyên còn ai vào đây nữa, hơi buồn cười mà tiến về phía trước, vỗ vai anh từ phía sau, anh đây định đi trốn nợ à. Triệu Bách Xuyên tưởng mình bị fan hâm mộ nhận ra, không ngờ nhìn ra là Diêu Hữu Thiên, bật cười, kéo khẩu trang xuống, sao cô lại ở đây, cô
cô định đi đâu à? Tôi đến tiễn người nhà. Ánh mắt quét đến bên cạnh Triệu Bách Xuyên không thấy hành lý đâu, anh cũng đến tiễn ai à? Không phải, Triệu Bách Xuyên lắc đầu, trợ lý của tôi mang hành lý đi ký gửi rồi, ngày mai có buổi ra mắt ở thành phố S. Lễ ra mắt, có phải bộ phim 99 độ yêu không? Cô còn nhớ hình như đây là tên bộ phim mới của Triệu Bách Xuyên. Không phải, Triệu Bách Xuyên lắc đầu, 99 độ yêu vẫn chưa quay xong. Diêu Hữu Thiên gật đầu, với những việc thuộc giới showbiz và quay phim như thế nào cô không hiểu cho lắm. Vậy được rồi, phim còn chưa quay xong vậy anh sẽ còn quay lại chứ? Vẫn còn vài cảnh quay nữa, tôi đi tham dự lễ ra mắt xong sẽ quay lại. Lúc Triệu Bách Xuyên nói câu này, đột nhiên cảm thấy hơi giống việc người chồng đang báo cáo lịch trình của mình cho vợ, khóe miệng cong lên, đột nhiên thấy hơi buồn cười. Hiểu rồi, Diêu Hữu Thiên mỉm cười đưa tay ra, vậy thì chúc anh thuận buồm xuôi gió. Lời nói của cô rất bình thường, từng lời đều tỏ ý thân thiết như một người bạn. Trong lòng Triệu Bách Xuyên hơi chua xót nhưng vẫn nở nụ cười, đưa tay bắt tay, cảm ơn, anh phải lên máy bay rồi. Muốn nói với Diêu Hữu Thiên thêm mấy câu nhưng cũng không biết phải nói gì, nhớ đến tin tức mà anh nghe được, bước chân vốn định lên máy bay đột ngột dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Diêu Hữu Thiên, dường như còn vài phần đắn đo. À này, cô, lời của anh ấp a ấp úng khiến Diêu Hữu Thiên hơi khó hiểu, không nhịn được nhướng mày, làm sao vậy, cái tên Chiến Ly ấy, không phải người tốt, cô tránh xa hắn ra nhé. Thái độ của nhà họ Diêu hôm trước khiến Triệu Bách Xuyên hơi khó hiểu, vì vậy có ngầm nhờ người quen điều tra một chút mới phát hiện Chiến Ly không hề đơn giản như những gì mà anh thấy. Chiến Ly, Diêu Hữu Thiên nhớ đến gương mặt bất kham của Chiến Ly cùng với những từ ngữ sâu xa trong từng lời nói, đột nhiên không hề có cảm giác tốt nào, tôi không thân với anh ta. Diêu Hữu Thiên nói như vậy Triệu Bách Xuyên cũng yên tâm phần nào, lại thấy hình như mình hơi quá giới hạn, những lời này anh không nên nói, tôi không có ý gì hết, chỉ là quan tâm cô thôi. Câu này cũng không đúng, Diêu Hữu Thiên là người đã có gia đình, bộ dạng áy náy của anh khiến Diêu Hữu Thiên bật cười, tôi biết rồi, anh đi đi. Ừ, Triệu Bách Xuyên không nói gì thêm mà rời đi. Diêu Hữu Thiên tự mình ra khỏi sân bay, tránh xa Chiến Ly một chút, cô thấy hơi buồn cười, Chiến Ly là ai, còn cô là ai, cô không hề muốn có bất kỳ mối liên quan nào đến Chiến Ly, đó là một loại cảm giác rất kỳ lạ. Khi cô gặp bất kỳ người đàn ông nào khác cũng chưa từng có cảm giác như vậy, chỉ khi gặp Chiến Ly, trong đầu giống như có một giọng nói, khuyên cô tránh xa anh ta một chút. Từ trước đến giờ cô vẫn luôn tin vào trực giác của mình, cộng thêm cô đã kết hôn rồi, Chiến Ly nhiều nhất cũng chỉ được coi là bạn làm ăn mà thôi. Trong bụng mới vừa nghĩ như vậy thì ngay lúc xe taxi dừng lại dưới lầu chung cư thì cô thấy có một chiếc xe Cayenne cùng đang dừng ở đó, còn Chiến Ly thì vừa bước từ trên xe xuống. Cô ngây người, không hề nghĩ nhiều mà lướt ngang Chiến Ly đi lên lầu. Chiến Ly nhanh hơn một bước chặn ngay trước mặt cô, sao hôm nay không đi làm, món quà sinh nhật mà anh đã chuẩn bị hôm qua cuối cùng cũng không tặng cho cô, nhưng trong lòng lại rất muốn được nhìn thấy cô, đấu tranh cả ngày, cuối cùng anh cũng không vượt qua được nỗi khát vọng muốn gặp cô. Anh tự nói với chính mình, chỉ đến công ty nhìn cô một lúc thôi, ai ngờ anh đấu tranh tư tưởng cả buổi. Nói với chính mình nếu gặp Diêu Hữu Thiên sẽ nói gì, nhưng khi đến công ty cô thì cô lại không đi làm, anh gần như là ngay lập tức lao đến nơi ở của cô, đang định gọi người tra thử Diêu Hữu Thiên ở tầng mấy thì cô đã về, em có sao không, tại sao không đi làm, Diêu Hữu Thiên dùng ánh mắt như nhìn thấy quái vật mà nhìn Chiến Ly, cô vừa nghe được cái tên này từ miệng của Triệu Bách Xuyên, sau đó định tránh xa người này ra, thì anh ta lại bất ngờ xuất hiện ở đây, nheo mắt. Thái độ của Diêu Hữu Thiên hiện lên sự cảnh giác, sao anh biết tôi sống ở đây, địa chỉ của cô không phải là bí mật, chỉ cần có lòng sẽ hỏi được, nhưng Chiến Ly có lòng đến mức này lại khiến cô hơi bất mãn, cô có cảm giác đời sống riêng của mình bị người khác dòm ngó, sắc mặt thâm trầm lại, nhưng Chiến Ly giống như không cảm nhận được, hoặc trong lòng anh ta sự lo lắng cho Diêu Hữu Thiên đã áp đảo tất thảy, đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Diêu Hữu Thiên, ánh mắt lướt qua người cô, xác định cô không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm, tại sao không đi làm, tính tình của cô anh hiểu rất rõ, công việc chắc chắn được đặt lên hàng đầu, có thể khiến cô bỏ việc thì một là cô bị bệnh hai là có việc còn quan trọng hơn cả công việc, anh Chiến, Diêu Hữu Thiên dùng sức rút tay về, cả người lùi về sau vài bước, sự cảnh giác trong ánh mắt ngày càng nhiều, tôi có đi làm hay không, có chuyện gì hay không đều không liên quan đến anh thì phải, anh là gì của tôi. Lấy thân phận gì để hỏi vấn đề này?
Chương 178, không thân quen. Câu nói của Diêu Hữu Thiên rất lạnh lùng, đôi mắt thanh tú không hề ôn hòa, ánh mắt sắc lạnh còn kèm theo sự xa cách. Sự lạnh lùng tuy không nhiều nhưng đủ khiến Chiến Ly tổn thương. Người con gái đã từng dựa vào lòng anh nói sẽ ở bên anh cả đời, lúc này đang dùng thái độ như với một người xa lạ mà đối mặt với anh. Hôm nay thành phố Y không có nắng, thời tiết âm u lạnh lẽo, thật ra cũng không lạnh lắm, nhưng cơn gió thổi qua, Chiến Ly lại cảm thấy như hơi lạnh đến thấu xương. Anh có cảm giác cơn gió kia lạnh đến mức đông cứng cả từng kẽ xương. Đây là lần đầu tiên anh mới biết thì ra thành phố Y lại có thể lạnh đến vậy, còn cô lại có thể tàn nhẫn với anh đến vậy. Tất cả tia sáng trong ánh mắt đều tắt lịm. Thiên Thiên, vui lòng gọi tôi là bà cố. Diêu Hữu Thiên không cho anh bất kỳ cơ hội nào. Anh Chiến, chúng ta không quá quen biết. Đúng vậy, họ thật sự không hề thân quen. Tim Chiến Ly nhói đầu, khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là sống và chết mà là anh đứng ngay trước mặt em nhưng em lại không hề biết rằng anh yêu em. Anh từng đọc được câu nói này trong sách, lúc đó chỉ thấy nó quá mức ngôn tình, nhưng lúc này mới biết, thì ra đó là một loại cảm giác không ngôn từ nào có thể miêu tả. Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là sống và chết, cũng không phải là anh đứng ngay trước mặt em nhưng em lại không hề biết rằng anh yêu em, mà là em vẫn còn trong tâm trí anh, trong trái tim anh nhưng em thì đã quên mất anh. Kề vai nương tựa chốn hồng trần, cũng không bằng quên nhau chốn giang hồ. Những lời này với Chiến Ly mà nói đều là những điều tàn nhẫn nhất thế gian, vì người con gái mà anh yêu đã quên mất anh không còn tồn tại trong ký ức của cô, không còn tồn tại trong cuộc sống của cô nữa, cuộc sống của cô đã có sự lựa chọn khác. Tim đau đến tột cùng, trong lòng Chiến Ly không cam tâm, nhưng trên mặt lúc này tràn đầy đau thương, anh còn chần chừ gì nữa, người con gái ấy, không cần biết anh nói gì, làm gì đều không còn là của anh nữa, những điều anh quan tâm, anh để ý, anh sợ hãi, lo lắng đều đã biến thành sự thật. Những cảm giác bực tức, điên cuồng trong lòng không cách nào dồn nén, không nghĩ nhiều mà đưa tay ra nắm lấy vai của Diêu Hữu Thiên, cúi đầu, không hề e dè mà hôn lên môi cô. Diêu Hữu Thiên sợ đến mức quên cả tránh né, cho đến khi bờ môi còn vương hơi lạnh kia chạm đến môi cô thì cô mới suc tỉnh, dùng sức đẩy Chiến Ly ra. Nhưng anh là đàn ông, người phụ nữ như cô sao có thể địch nổi sức anh. Nụ hôn thô bạo, cố chấp và mạnh mẽ, môi cô bị dày vò đến nhói đau. Sống chết cắn chặt răng không để Chiến Ly tiếp tục. Ngay lúc anh định LAMDONG tác tiếp theo thì cô nhấc chân đạp mạnh lên chân anh. Cô mang giày cao gót, lại đạp rất mạnh, rất dứt khoát. Chiến Ly bị cô dẫm lên chân nhưng vẫn không chịu buông tay, ngang ngược cố chấp dùng cách này để níu kéo một chút ký ức trong lòng Diêu Hữu Thiên. Dù chỉ một chút thôi cũng được, sao Diêu Hữu Thiên có thể để cho anh ta vừa lòng. Chân không được thì dùng tay, đưa tay tát mạnh một cái lên mặt Chiến Ly. Chát một tiếng, Chiến Ly lãnh trọn cái tát mạnh mẽ, cái tát ấy khiến anh tỉnh lại, lùi về sau vài bước, thõng tay xuống, buông Diêu Hữu Thiên ra. Rõ ràng đang là mùa đông, nhưng mặt Diêu Hữu Thiên vì giận mà đỏ bừng bừng, gió tạt trên mặt cô nhưng cô không hề thấy lạnh, cơn tức trong lòng dâng lên, cô gần như kích động đến mức muốn bóp chết cái tên Chiến Ly trước mặt mình. Đê tiện, cô là người đã có gia đình, hành động này của anh là đang coi cô như gái làng chơi sao? Trong lòng tức giận tột độ, giơ tay lên định tát thêm cho Chiến Ly một cái nữa, nhưng anh lại chỉ nhìn chằm chằm vào cô, dùng ánh mắt đau thương vô vàn nhìn cô, đôi mắt dài không còn sự bất kham của ngày thường, cũng không còn sự ngạo mạn tùy hứng, bên trong tràn đầy đau thương, ánh mắt nhìn cô tràn đầy tâm trạng phức tạp, ngoài đau thương còn có sự chua xót, đắng lòng. Cô hiểu được ánh mắt anh, đột nhiên không muốn ra tay, bàn tay trắng mịn gần kề mặt anh, giơ lên rồi lại nhẹ nhàng buông xuống. Cô tự nói với mình rằng cô không muốn làm đau bàn tay mình, cũng không thèm để ý đến anh, quay người rời đi. Cánh tay bị Chiến Ly giữ chặt, trong lòng cô lại nổi giận, cái tên họ Chiến này, anh buông tôi ra. Thiên Thiên, giọng nói của Chiến Ly xót xa nhẫn nhịn, giống như ngọn gió bắc của mùa đông, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt. Xin lỗi, anh không cố ý, cũng không phải khinh thường cô, không muốn cô buồn, không muốn cô cảm thấy anh giống như một kẻ đê tiện. Nhưng có những việc luôn bị mất kiểm soát. Ánh mắt của Diêu Hữu Thiên lướt qua mặt anh, đặt lên nơi tay anh đang giữ lấy tay cô, rút nhẹ cánh tay, lần này đã rút tay ra thành công. Không cần, làm sai rồi xin lỗi, chẳng có ý nghĩa gì hết. Thiên Thiên, Diêu Hữu Thiên đứng thẳng người, hơi nghiêng mặt, cặp mắt thanh tú trong như nước không thấy được đáy. Anh Chiến, đây là lần cuối cùng, tôi hy vọng anh gọi tôi là bà cố. Em,
cổ họng đắng ngắt, Chiến Ly gần như không kiềm chế được cơn giận trong lòng, em yêu anh ta đến vậy sao? Đúng, tôi yêu anh ấy, rất yêu, khi Diêu Hữu Thiên yêu ai thì chính là toàn tâm toàn ý, Chiến Ly biết nên trong lòng càng ganh ghét Cố Thừa Diệu, có thể người đàn ông đó không đáng để em yêu thì sao? Có thể anh ta là một tên rác rưởi thì sao? Có thể anh ta, anh Chiến, sắc mặt Diêu Hữu Thiên nghiêm túc còn kèm theo sự không vui, nếu anh còn phỉ báng chồng tôi không ngại tặng anh một cái tát nữa đấy, cô không cho phép bất cứ ai nói xấu Cố Thừa Diệu, dáng vẻ ấy, gương mặt ấy lọt vào trong mắt Chiến Ly, tim càng đau hơn, nhiều năm trước, cô cũng từng bảo vệ anh như thế, anh là tốt nhất trên thế giới, không còn ai tốt hơn anh nữa. Người mà cô khen tốt nhất ấy giờ này đã biến thành một người khác, chân lão đảo, anh gần như đứng không vững, lùi về sau vài bước, lại lùi tiếp rồi lên xe, tránh xa nơi khiến anh đau lòng này. Diêu Hữu Thiên đứng yên nhìn chiếc cây ăn rời đi, bóng dáng cô đơn của Chiến Ly lại khiến tim cô khó chịu lần nữa, quay người không muốn để mình rơi vào cảm giác xấu ấy, cô lấy điện thoại định gọi cho Cố Thừa Diệu nhưng ngay khi bấm số lại thôi, nghĩ một lúc, cô quyết định nhắn tin cho anh Cố. Tối nay chắc anh sẽ không phạm quy lần thứ ba đâu nhỉ, gửi tin đi nghĩ biểu cảm của Cố Thừa Diệu khi nhận được tin này, cô thấy vui lên nhiều, cái tên kia tối qua hành hạ mình cả đêm, hôm nay có thể tính sổ với anh rồi, thế nào đi nữa cũng không để anh được giống tối qua. Diêu Hữu Thiên chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên không để ý, vừa rồi lúc Chiến Ly hôn cô đã bị người ta chụp lại, góc độ vừa vặn là lúc Chiến Ly ôm Diêu Hữu Thiên cưỡng hôn. Khi Cố Thừa Diệu về đến nhà thì dì Tô đã nấu xong bữa tối, Diêu Hữu Thiên ở trong bếp làm phụ, đang bê đồ ăn lên bàn, ngẩng đầu thấy Cố Thừa Diệu vừa vào nhà thì mỉm cười với anh về rồi à, đi rửa tay xong là có thể ăn cơm luôn rồi. Cố Thừa Diệu đứng im, trong phòng phảng phất mùi thơm của các món ăn, người phụ nữ kia là vợ anh đang đứng cạnh mâm cơm, mắt đầy ý cười, khuôn mặt thanh tú. Mặc dù không được coi là quốc sắc thiên hương nhưng trong mắt anh lại là một vẻ đẹp độc nhất thế gian, tâm trạng vốn đang bực tức đột nhiên vui vẻ lên nhiều, khi anh cởi áo khoác ra vứt lên sofa thì Diêu Hữu Thiên bước đến, treo áo của anh ngăn ngắn, rồi khoác lấy tay anh, đều là những món anh thích ăn, hôm nay dì Tô đặc biệt ra tay đấy nhé, phải không? Cố Thừa Diệu vào toilet rửa tay rồi mới ngồi xuống bàn ăn, bốn món một canh đều là những món anh thích, Diêu Hữu Thiên chỉ vào một đĩa trên bàn. Món này em có phụ làm đấy, em làm, tay nghề của cô rất tốt điều này thì anh biết, có điều làm món gà hầm bia, cô cũng biết sao, Diêu Hữu Thiên lắc đầu, em chỉ phụ thôi, lúc cô nói mặt rất nghiêm túc nhưng đột nhiên lại nói đùa, em có phụ đổ bia, Cố Thừa Diệu ngây người, Diêu Hữu Thiên bớt cười, nghiêng mặt lấy tay chống cằm, không được à, phụ đổ bia cũng là phụ mà, không đợi Cố Thừa Diệu mở lời thì dì Tô đã bước ra bê món cuối cùng đặt lên bàn. Đúng vậy, cô ấy có làm phụ mà, tình cảm của hai cô cậu tốt thật, bà từng flam người giúp việc của nhiều nhà rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy vậy, dì Tô mỉm cười cởi bỏ tạp dề, tôi về trước đây, hai người ăn xong thì dọn bát vào bồn là được, ngày mai tôi sẽ đến rửa, được, cảm ơn dì vất vả rồi, Diêu Hữu Thiên rất thích dì Tô, tay nghề giỏi lại thân thiện tinh tế, sau khi dì Tô về, Diêu Hữu Thiên thấy Cố Thừa Diệu còn đang ngây người. Sao không ăn cơm mà cứ nhìn em thế, nhìn em thì no được à, Cố Thừa Diệu không lên tiếng, nhớ về câu nói sẽ ly hôn với Diêu Hữu Thiên trước mặt Bạch Yên Nhiên chiều nay, đột nhiên cảm thấy chột dạ, ly hôn, ý nghĩ này khiến anh khó chịu vô cùng, anh gần như không thể tưởng tượng được có một ngày anh cùng Diêu Hữu Thiên ly hôn, mà anh không còn được nhìn thấy dáng vẻ thanh tú, nụ cười tươi tắn này nữa, ăn cơm thôi không thì đồ ăn nguội mất, vâng, Diêu Hữu Thiên mỉm cười. Múc một bát canh để ăn, đây là thói quen của Cố Thừa Diệu, sống cùng anh mấy tháng nay Diêu Hữu Thiên cũng bị lây nhiễm, thành thói quen ăn canh trước rồi mới ăn cơm, thói quen thật đáng sợ, ăn cơm xong Diêu Hữu Thiên thu dọn bát đĩa, khi bước ra thì thấy Cố Thừa Diệu đang đứng ngây người ngoài ban công, thời tiết này mà lại đứng ngoài ban công, Diêu Hữu Thiên hơi nhăn mặt bước ra, vòng tay ôm lấy eo anh từ đằng sau, sao vậy, đang nhìn gì thế? Giữa mùa đông lạnh đứng nhìn gió biển thổi vù vù, đẹp thế cơ à, lời tác giả, gần đây có rất nhiều người mắng chửi Cố Tam Thiếu, vốn tác giả không định giải thích hộ anh ấy, tác giả chỉ có thể nói rằng, đứng trên lập trường của anh ấy thì cuộc hôn nhân với Diêu Hữu Thiên lúc đầu là bị ép buộc, để anh ấy thừa nhận chính mình có tình cảm rất sâu nặng với Diêu Hữu Thiên là không thể nào,
cộng thêm việc bản thân anh ấy còn chưa nhận ra điều này, vì vậy đừng oán trách anh ấy đã nhận lời Diêu Hữu Thiên lại còn chèo kéo Bạch Yên Nhiên. Trên thực tế kế hoạch lúc ban đầu của anh chính là thế này, sống cùng Diêu Hữu Thiên một năm rồi ly hôn, chỉ là bây giờ có tình cảm nên chần chừ. Anh chưa từng thề hẹn gì với Diêu Hữu Thiên, việc cùng cô chúc mừng sinh nhật thì bạn bè cũng có thể chúc mừng sinh nhật mà, đó không được coi là lời hứa thề non hẹn biển. Với anh mà nói Diêu Hữu Thiên ở trên mức bạn bè nhưng lại chưa đạt đến mức là người yêu, còn Bạch Yên Nhiên đã từng có thể ước với anh, đây chính là điểm khác biệt, đây mới chính xác là điểm khác biệt các bạn nhé. Hậu trường, Chiến Ly, tôi muốn làm nam chính, chị Nguyệt, ngáp, Chiến Ly, tôi nói tôi muốn làm nam chính, chị Nguyệt, gãi gãi chân, Chiến Ly, cô có nghe thấy không, tôi nói tôi muốn làm nam chính, chị Nguyệt, nghe thấy rồi, xếp hàng, còn chưa đến lượt anh đâu. Chiến Ly, đợi đến lượt tôi thì Thiên Thiên chạy theo người khác mất rồi. Chị Nguyệt, làm ơn đi, Thiên Thiên chạy theo người khác từ bao giờ rồi, anh có cưỡi ngựa cũng chả đuổi kịp. Chiến Ly, tôi phản đối, tôi quen với Thiên Thiên trước mà. Chị Nguyệt, tắm rửa đi ngủ đi, đừng gây rối nữa, chị Nguyệt biết đâu sẽ để cho anh một kết quả tốt đẹp, nếu không. Chiến Ly, nếu không thì sao? Chị Nguyệt, thẳng tay tiêu diệt anh luôn, xem anh còn huênh hoang cỡ nào. Nhìn bộ dạng của anh chắc cũng có thể vì Thiên Thiên mà không tiếc mạng mình, tôi cho anh vừa lòng, thế nào? Chiến Ly, đúng là độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. Chương 179, đoán sai phải chịu phạt. Bên ngoài cửa sổ kính, gió lạnh thổi ào ào, cảm giác lạnh lẽo đó không tràn vào trong phòng. Cố Thừa Diệu cầm tay Diêu Hữu Thiên, xoay người, nhìn Diêu Hữu Thiên trước mặt, cô hơi ngẩng đầu, nhìn anh với đôi mắt mang theo nghi hoặc, giữa khuôn mặt lộ ra vẻ khuyến khích mơ hồ. Cô gian xảo mà thông tuệ, trước đây không cảm nhận được, chung sống lâu mới phát hiện ra, thật ra cô có chút tính khí nóng nảy, đối với người càng thân, càng dễ dàng phát ra. Nghĩ đến dáng vẻ hung hãn của cô lúc mới quen, ban đầu còn có vài lần vật lộn với tính khí chọc tức chết người không đến mạng của cô, thậm chí Cố Thừa Diệu có một cảm giác những cảnh tượng đó dường như ở ngay trước mắt, lại giống như đã cách anh quá xa. Diêu Hữu Thiên bất mãn đầy mặt đó, lúc nào cũng không quên dương móng vuốt ra với anh, giống như một con mèo nhỏ vậy. Từ khi nào đã biến thành như bây giờ, nhu thuận giống như một chú thỏ nhỏ, dựa vào trong lòng anh, lúc nào trong mắt cũng mang theo ý cười nhạt trong trẻo. Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, muốn nói với cô chuyện của Bạch Yên Nhiên, nhưng làm thế nào cũng không nói ra được. Ly hôn sao? Không, không được. Dường như ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị anh phủ nhận. Nhưng Bạch Yên Nhiên thì sao? Cô ấy đã yêu mình hơn một năm, đã chờ anh hơn một năm, vì anh, thậm chí còn bị người ta nhốt lại. Anh không biết rốt cuộc là ai nhốt Bạch Yên Nhiên, nhưng biết có liên quan đến anh, bởi vì đối phương lại lấy tin tức anh kết hôn cho Bạch Yên Nhiên xem. Mặc dù Bạch Yên Nhiên có một người cha là ma cờ bạc, song cuộc sống có vẻ tương đối đơn giản. Hàng ngày ngoài đi làm ở quán bar thì là ở trong nhà. Anh thật sự không nghĩ ra cô lại đắc tội với ai. Như vậy khả năng lớn nhất chính là người đó nhốt cô bởi do anh, cũng bởi vì trong lòng suy đoán như vậy, anh không có cách nào bỏ mặc Bạch Yên Nhiên không quan tâm, cho dù thế nào, tất cả những chuyện cô phải trải qua đều là do anh, nhưng Diêu Hữu Thiên thì sao, bọn họ đã kết hôn rồi, cho dù anh thừa nhận hay không, Diêu Hữu Thiên cũng là vợ của anh, mà anh thật sự không muốn ly hôn với cô, bỏ qua nhân tố chính trị, bỏ qua sự hợp tác giữa hai nhà Diêu, Cố, chính anh cũng không muốn. Về phần tại sao không muốn, lúc này anh lại rất không muốn suy nghĩ sâu xa, trong lòng mơ hồ cảm thấy, nguyên nhân của sự không muốn đó sẽ khiến anh càng cảm thấy có lỗi với Bạch Yên Nhiên hơn. Cố Thừa Diệu tâm phiền ý loạn đưa tay ra ôm Diêu Hữu Thiên, sức của anh rất lớn, gần như muốn dụi cô vào trong người mình vậy, cằm tựa trên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve, ngửi hương thơm nhàn nhạt trên người cô, đột nhiên có một suy nghĩ, hy vọng thời gian dừng lại từ đây, anh có thể không cần lựa chọn. Diêu Hữu Thiên bị anh ôm mà chẳng hiểu tại sao, không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô thật sự cảm nhận được, trong cái ôm của Cố Thừa Diệu, mơ hồ lộ ra một chút bất an, anh đang bất an điều gì, Diêu Hữu Thiên không biết, có điều lại không do dự an ủi người đàn ông trước mặt, đưa tay ôm ngược lại anh, vỗ vỗ lưng anh, ngoài tiếng gió ở bên ngoài, vào lúc này thế giới hoàn toàn yên tĩnh, không một ai mở miệng nói chuyện, Cố Thừa Diệu chỉ nhắm mắt lại. Phải giải quyết sự hỗn loạn trước mắt như thế nào, mà mặc dù trong lòng Diêu Hữu Thiên có nghi hoặc, có điều anh không mở miệng, cô cũng không hỏi, là phụ nữ, có đôi khi phải thông minh một chút thì tốt hơn,
lúc đàn ông muốn nói, tự nhiên sẽ nói với bạn. Có điều, có phải thời gian để những cảm xúc đó của Cố Thừa Diệu giảm bớt sẽ hơi lâu một chút không? Diêu Hữu Thiên được anh ôm đứng đó, chân đã sắp tê rần, nhưng anh vẫn chưa buông mình ra. Diêu Hữu Thiên đành phải vỗ vỗ lưng anh, ý bảo anh buông mình ra, nhưng Cố Thừa Diệu không buông, ngược lại càng ôm chặt hơn. Cố Thừa Diệu, rốt cuộc anh làm sao vậy? Kết hôn lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Cho dù là lúc vừa mới kết hôn anh không muốn nhìn thấy cô, cũng chỉ lạnh mặt thôi, giống như bây giờ thật sự là lần đầu tiên. Anh Cố, lại gọi một tiếng nữa, cuối cùng Cố Thừa Diệu đã buông tay ra, cúi đầu nhìn Diêu Hữu Thiên, anh không sao, có một số chuyện, nếu như đã sớm quyết định rồi, vậy cứ làm theo trái tim mình thôi. Nói dối, nhìn dáng vẻ đó không giống như dáng vẻ không sao, anh chắc chắn chứ, mặc dù cô không có thói quen đào gốc bới rễ, nhưng lại rất hy vọng anh có thể chia sẻ một chút phiền não của anh với cô, cho dù là về công việc, hay là chuyện riêng. Cố Thừa Diệu gật đầu, nhìn thời gian không còn sớm nữa, đi nghỉ ngơi thôi. Diêu Hữu Thiên ngẩng đầu, mắt đẹp mang theo vài phần chỉ trích nhìn anh, chân em tê rồi, không đi được, vừa rồi anh ôm quá lâu, để phối hợp với anh, cô cũng rất vất vả mà. Cố Thừa Diệu hơi bật cười, hình như cô gái này cực kỳ dễ tê chân. Lần sau bảo gì tôi chuẩn bị nhiều đồ bổ máu một chút cho em ăn nhé. Cái này thì liên quan gì đến bổ máu? Diêu Hữu Thiên không ngại phổ cập kiến thức khoa học thường thức cho anh một phen. Là vì em phối hợp với anh, cho nên cứ đứng dán vào anh. Trọng lực liên tục đặt ở trên một chân, cho nên mới tê đấy chứ. Lúc cô nói chuyện, dùng ngón tay bướng bỉnh chọt vào vai anh. Giọng điệu đó lại giống như cô giáo đang lên lớp cho học sinh tiểu học vậy. Trong mắt lại có ý cười rõ ràng. Mỗi lần cô khẽ nhếch khóe môi, mắt mày cong cong, sẽ khiến người trước mắt sáng lên. Giờ khắc này, anh chỉ hy vọng thời gian dừng lại. Cô có thể vĩnh viễn cười xinh đẹp rạng rỡ như thế này. Bây giờ tất cả những chuyện khác đều không ở trong đầu anh. Anh không nói lời nào, khóa phổ cập khoa học của Diêu Hữu Thiên cũng đã kết thúc. Vỗ vỗ lưng anh, ra hiệu cho anh quay sang. Em không đi được, anh cõng em đi. Khóe môi Cố Thừa Diệu hơi nhếch lên, mang theo vài phần cười nhát. Em có vẻ cực kỳ thích anh cõng em, không phải cô gái bình thường đều thích ôm kiểu công chúa sao? Đúng vậy, em thích anh cõng em, cô sẽ không nói cho anh biết, bờ vai anh rất có cảm giác an toàn, được anh cõng cảm giác cả thế giới đều trở nên nhỏ bé, hơn nữa cho dù thời gian trôi qua bao lâu, cảm giác được anh cõng trên lưng đều khiến cô động lòng như thế, anh cõng hay không cõng, cõng, cúi nửa người xuống, để Diêu Hữu Thiên ngoài người lên lưng anh, cõng cô đi từ ban công về phía phòng. Lúc qua phòng khách, Diêu Hữu Thiên vỗ vỗ lưng anh, đi quanh bàn trà hai vòng, cô gái này coi anh là cái gì vậy, vẫn đi vòng quanh hai vòng. Cố Thừa Diệu hơi bật cười, lại phát hiện ra trong lúc không để ý nỗi buồn bực vừa rồi đã biến mất, dường như Diêu Hữu Thiên luôn có bản lĩnh khiến tâm trạng anh khá hơn, em cho anh cơ hội rèn luyện cơ thể đấy. Diêu Hữu Thiên dõng dạc mở miệng, bước chân Cố Thừa Diệu dừng lại, em có biết cái gì gọi là rèn luyện cơ thể không, cái gì? Vào lúc Diêu Hữu Thiên còn chưa kịp phản ứng, anh đột nhiên ngã về phía trước. A, Diêu Hữu Thiên kêu lên, vào lúc cô cho rằng sắp ngã sấp xuống, hai tay Cố Thừa Diệu lại vững vàng chống lên mặt đất. Anh nghiêng mặt sang đối diện với ánh mắt của cô, đoán thử xem, anh có thể chống mấy lần. Lúc này Diêu Hữu Thiên nằm sấp trên lưng anh, nhìn anh chống hai tay xuống đất, đôi mắt bỗng chốc mở to. Anh đừng nói với em, anh định cõng em trên lưng thế này để chống đẩy nhé. Trả lời đúng rồi. Cố Thừa Diệu cười, có lòng thi với cô, đoán thử xem, anh có thể chống được mấy cái, đoán đúng có thưởng. Diêu Hữu Thiên cắn môi, cõng một người trên lưng, có thể chống được mấy cái, 20 cái đi, cứ đoán ước lượng, dù sao cô cũng không nhẹ, nếu đoán sai, em phải chịu phạt. Phản ứng của Cố Thừa Diệu là cho cô một cái liếc sắc bén, bây giờ, vịn chặt, vừa nói xong, hai tay anh đã gập xuống, á, Diêu Hữu Thiên hít ngược lại một hơi. Cẩn thận bám lấy vai anh để không ngã xuống, 1, 2, 3, 4, 120, 121, 122, 160, 160, trời ạ, lúc chống được cái cuối cùng, Diêu Hữu Thiên đã hoàn toàn thán phục. Cố Thừa Diệu khẽ buông tay, nghiêng người nằm trên sàn, bàn tay to không quên kéo Diêu Hữu Thiên đến trước mặt mình, có phục hay không, hơi thở của anh hơi gấp gáp, suy cho cùng, người nào mà cõng một người trên lưng, còn chống được 160 cái chống đẩy thì cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Lúc này Diêu Hữu Thiên đã không còn quan trọng vấn đề phục hay không phục nữa. Cô thật sự cảm thấy Cố Thừa Diệu không phải là người, quá khoa trương rồi, rốt cuộc anh có phải là người không vậy, đã thụt lùi rồi. Trên trán Cố Thừa Diệu tối ra một lớp mồ hôi mỏng, vào ngày mùa đông này, anh lại cảm thấy cả người đều là mồ hôi. Trước đây anh có thể chống 200 cái, anh một tay Diêu Hữu Thiên chống trên ngực anh, không phải lúc anh nói là lúc anh làm quân nhân chứ. Tay Cố Thừa Diệu vòng vào, khiến eo cô dán lên người mình, em thua rồi, anh muốn thế nào? Diêu Hữu Thiên trải qua vận động vừa rồi, sức lực cũng đã trở lại bình thường, chân cũng không tệ nữa, có điều việc này quá kích thích rồi, năng lượng cơ thể của Cố Thừa Diệu thật sự không tầm thường đâu, anh không còn sức nữa rồi. Khóe môi Cố Thừa Diệu hơi nhếch lên, cho nên, anh muốn em ở phía trên, em ở phía trên. Diêu Hữu Thiên có một thoáng không phản ứng kịp, chẳng phải bây giờ em đang ở phía trên sao, cái anh nói, là cái này, bàn tay ấn đầu cô vào môi mình. Bốn phiến môi chạm vào nhau, nụ hôn này nóng bỏng mà lại mạnh mẽ, cho dù Diêu Hữu Thiên không hiểu đi nữa, lúc này cũng đã rõ ý tứ của anh, mặt ửng hồng, thuận thế dán lên, con rắn nhỏ đinh hương tiện thể trường vào khoang miệng anh, ra sức phối hợp, sàn nhà rất cứng, cơ thể của cô lại rất mềm, cô rất nhiệt tình, nhưng thể lực thật sự không đủ, thời gian ở phía trên chỉ là một lát, cô đã nói thắt lưng mình không có sức rồi, thể lực quá kém, cần rèn luyện thêm. Cố Thừa Diệu dùng thể lực tốt của người tham gia quân ngũ, cứ như vậy ôm Diêu Hữu Thiên đứng dậy, đặt cơ thể cô lên ghế sofa của phòng khách, đêm vẫn còn tiếp tục, ngay ở trong phòng khách, Diêu Hữu Thiên bị Cố Thừa Diệu bố trí thành đủ loại tư thế, hết lần này đến lần khác, made love nhiệt tình, ngọn lửa chiến tranh lan thẳng từ phòng khách đến phòng ngủ, rồi lại lan từ phòng ngủ đến phòng tắm, sự nhiệt tình này qua đi như hàng đêm, sau cơn mệt mỏi vì gắng sức, Diêu Hữu Thiên cũng không phát hiện ra. Cố Thừa Diệu của hôm nay vô cùng khác thường, anh cực kỳ dịu dàng, cực kỳ săn sóc, anh thỏa mãn tất cả nguyện vọng của cô, sau khi chuyện xảy ra còn thân thiết giải quyết tốt hậu quả. Sau khi made love tận tình, Diêu Hữu Thiên gần như hết sức nằm ngủ trong lòng Cố Thừa Diệu, trên chiếc giường có kích thước lớn trong phòng ngủ, hai người ôm nhau ngủ, Diêu Hữu Thiên dán sát mặt vào lồng ngực Cố Thừa Diệu, lắng nghe tiếng tim đập vững vàng của anh, ngủ rất ngon. Chương 180, chúng ta hẹn hò đi. Khi Diêu Hữu Thiên lại mở mắt ra, Cố Thừa Diệu đã thức dậy rửa mặt xong rồi, đang mặc đồ trước tủ quần áo, có thoáng chốc ý thức của cô không tỉnh táo lắm, có điều khi Cố Thừa Diệu cầm áo khoác lên, đã ngồi bật dậy. Hôm nay anh phải đi làm sao? Không phải hôm nay là thứ bảy sao? Động tác lấy quần áo của Cố Thừa Diệu dừng lại một chút, dựa lên trước tủ quần áo nhìn Diêu Hữu Thiên chỉ mặc đồ ngủ, em không phải đi làm. Không phải hôm nay là thứ bảy sao? Cố Thừa Diệu ngẩn ra một lát, đột nhiên bật cười, anh đã thật sự quên mất hôm nay là thứ bảy rồi. Hai ngày nay vì chuyện của Bạch Yên Nhiên, công việc đã tồn động không ít. Phản ứng đầu tiên của hôm nay chính là đến công ty xử lý những công việc đó. Sau đó dáng vẻ giống như mất trí nhớ kia khiến Diêu Hữu Thiên ngoắc ngón tay với Cố Thừa Diệu, ý bảo anh qua đó. Cố Thừa Diệu đi đến trước mặt cô đưa tay ra ôm lấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào lồng ngực anh. Nhẹ nhàng vuốt ve quần áo của anh hai cái, hôm nay là thứ bảy đấy, anh đừng nói với em hôm nay anh phải tăng ca, nếu như anh dám nói đúng, cô không thể không lật bàn với anh. Ánh mắt cô hơi khép lại, thật ra mấy ngày nay, cô đã quen tỉnh dậy trong lòng anh, thỉnh thoảng tỉnh dậy không nhìn thấy anh, sẽ khiến cô cảm thấy hơi mất mát. Anh định đi, Cố Thừa Diệu đang định nói mình phải tăng ca, nhưng cuối cùng lắc lắc đầu, anh không phải tăng ca, em có việc gì sao? Có. Diêu Hữu Thiên gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay mang theo nụ cười dí dỏm, chúng ta đi hẹn hò đi. Hẹn hò, đây là hai chữ cực kỳ mới mẻ, ít nhất mấy ngày Diêu Hữu Thiên và Cố Thừa Diệu kết hôn, vẫn chưa từng hẹn hò. Hẹn hò mà Diêu Hữu Thiên nói, là hẹn hò chân chính giữa bạn trai bạn gái. Cô dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi giường, ăn bữa sáng, kéo tay Cố Thừa Diệu ra khỏi cửa, thành phố Y ở ven biển. Nhưng cũng có rất nhiều danh lam thắng cảnh cổ xưa, núi Vân Đỉnh tính là một nơi, ngoài núi Vân Đỉnh ra, thành phố Y vẫn còn có hai suối nước nóng thiên nhiên, mà hiện giờ một trong số đó để cho Cố Thị và nhà họ Diêu lấp đi làm làng du lịch, mà nơi còn lại ở trên đỉnh núi Vân Đỉnh, thành phố Y còn có một động đá vôi tự nhiên, có điều ở vùng ngoại thành, cách nội thành hơi xa. Diêu Hữu Thiên nói hết ra những chỗ có thể chơi một lượt,
cuối cùng quyết định đi xem động đá voi. Cố Thừa Diệu đồng ý, xe chạy với tốc độ cao, đi gần 15 phút, lúc này mới đến động đá voi Trường Vân nổi tiếng của thành phố Y. Bởi vì thời tiết hôm nay hơi lạnh, người ra đây chơi không nhiều lắm, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên nghiệp vụ, bọn họ ngồi lên chiếc thuyền nhỏ. Bắc Đô có một động đá voi Thạch Hoa, Cố Thừa Diệu đã đi với người khác hai lần, nhưng động đá voi Trường Vân này lại hơi khác những nơi khác. Cổng vào của động đá voi Trường Vân rất hẹp, thuyền cũng chỉ có thể cho hai người ngồi, hơn nữa nhất định phải nghiêng người đi vào, nếu không sẽ cọc vào đầu. Hai người mặc áo cứu sinh, lúc này mới đi vào. Lúc vào cổng, Diêu Hữu Thiên rất hưng phấn, một mặt là vì đây là lần đầu tiên cô và Cố Thừa Diệu ra ngoài hẹn hò, một mặt là vì ngoài một lần nhà trường trung học tổ chức đến động đá voi Trường Vân, cô chưa từng đi lần nào nữa. Em nhớ trước đây cái thuyền đó, cô nói được một nửa, đầu đã bị Cố Thừa Diệu ấn xuống, mặt cô úp lên đùi anh, người anh cũng nghiêng xuống, cẩn thận, chỗ này rất hẹp, rất dễ cọc đầu. Anh hơi nghiêng mặt, nhìn Thạch Nhũ quẹt qua gò má mình, bàn tay vẫn luôn ấn lên óc Diêu Hữu Thiên, bảo vệ Diêu Hữu Thiên, cẩn thận đi vào bên trong động đá voi. Anh buông tay ra, lần này Diêu Hữu Thiên có thể ngẩng đầu, cảm ơn anh, cô đã quá hưng bh ở, vừa nãy nếu không phải là Cố Thừa Diệu phản ứng nhanh, chắc chắn đầu cô đã bị cọc rồi. Phản ứng của Cố Thừa Diệu là chỉ thẳng nhiên nhìn cô một cái, nhìn con thuyền nhỏ theo dòng nước lướt vào sâu trong động đá voi. Tiến vào trong, quả thực có khoảng trời riêng, ánh sáng bên ngoài không chiếu vào bên trong được, phía trong thắp rất nhiều ngọn đèn nhỏ, Thạch Nhũ tạo hình khác nhau được những ngọn đèn đó nhuộm lên nhiều màu sắc, vô cùng xinh đẹp. Chiếc thuyền nhỏ vẫn lướt trên mặt nước, nhìn Diêu Hữu Thiên rất hưng phấn, có điều lại quên mất, nhiệt độ trong động lạnh hơn bên ngoài, mà bây giờ vốn đang là mùa đông, thật sự không nhịn được, cô hắt xì. Đầu tiên Cố Thừa Diệu nhíu mi tâm lại, không nghĩ ngợi gì cởi áo cứu sinh của mình xuống, lại cởi áo khoác ra, mặc vào đi, không cần đâu. Diêu Hữu Thiên lắc đầu, em không lạnh, chỉ hơi lạnh một chút, cô quên mất, nhiệt độ bây giờ thấp hơn bên ngoài. Phản ứng của Cố Thừa Diệu là cởi thẳng áo cứu sinh của cô ra, vào lúc cô muốn dãy dụa thấp giọng mở miệng, không muốn lật thuyền thì đừng cử động lung tung. Chiếc thuyền này vốn rất nhỏ, Diêu Hữu Thiên không dám cử động lung tung, mặc cho Cố Thừa Diệu mặc áo khoác của anh lên người cô. Trên áo khoác màu xám còn mang theo mùi hương đặc biệt của anh, mùi hương đó bao quanh cô, cùng lúc cơ thể ấm lên, trong lòng cũng trở nên ấm áp. Ngước mắt, thoáng nhìn qua Cố Thừa Diệu một cái, anh lại mặc áo cứu sinh vào. Trời đầu đông, anh chỉ mặc một chiếc áo t-shirt hưu nhàn ở bên trong, kéo chặt quần áo, đây chính là Cố Thừa Diệu. Cho dù là vào lúc nào, anh cũng luôn luôn như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhớ đến người bên cạnh, tâm trạng cực kỳ vui sướng. Cô thả lỏng, nhìn Thạch Nhũ trong động đá voi, nghĩ một lát, lấy điện thoại ra, bắt đầu chụp ảnh. Sau khi chụp mấy tấm, cảm thấy chưa đã ghiền, ở một chỗ mà ánh sáng tương đối sáng, cô đột nhiên áp người vào gần Cố Thừa Diệu, tay vừa nhấc lên, một tấm ảnh chụp chung của hai người đã chụp xong. Cố Thừa Diệu ngẩn ra một lát, hoàn toàn không ngờ Diêu Hữu Thiên sẽ chụp ảnh, sắc mặt hơi cứng đờ, trái lại vì tâm trạng vui vẻ, khóe môi Diêu Hữu Thiên luôn cong lên, nhìn ra tâm trạng cô cực tốt. Sao anh không cười một cái, chụp lại một bức đi. Động tác của Diêu Hữu Thiên hơi mạnh, chiếc thuyền nhỏ bắt đầu dao động. Cố Thừa Diệu không thể không vươn tay ra giữ vững cơ thể của cô, nghĩ một lát, quyết định cố định người cô ở trong lòng mình. Khuôn mặt cô dán vào anh, hai người đối diện với ống kính, ánh mắt hướng lên màn hình. Tấm hình này hoàn mỹ hơn tấm vừa rồi rất nhiều. Diêu Hữu Thiên cười, cười cực kỳ hài lòng, đừng nhích tới nhích lui nữa, mặc dù nước trong này không xiết. Nhưng chỗ này thật sự không rộng lắm, đung đưa thế này, thuyền lại nhỏ, rất dễ lật thuyền. Phản ứng của Diêu Hữu Thiên là lè lưỡi với anh, dáng vẻ tươi cười đó lại là lần đầu tiên Cố Thừa Diệu nhìn thấy. Mày kiếm dịu đi, trong nháy mắt mày kiếm đã dịu dàng hơn. Hôm nay, bọn họ thật sự chơi rất thỏa thích, cho dù là khi Diêu Hữu Thiên yêu Triệu Nhân Uyên cũng không vui vẻ như thế này. Cô cầm điện thoại, liên tục chụp ảnh, thỉnh thoảng kéo Cố Thừa Diệu cùng chụp chung. Phần lớn thời gian chỉ chụp phong cảnh trong động đá voi. Đi ra khỏi động đá voi Trường Vân, đã là buổi chiều rồi, hai người đều đã đói đến mức không thể đi tiếp, tìm một tiệm cơm ở lân cận tùy tiện ăn vài món gì đó. Ăn cơm xong, lại đi dạo một lát ở gần động đá voi, ngắm phong cảnh trên mặt đất, lúc này mới rời đi. Lúc Diêu Hữu Thiên ra khỏi cửa đã nói với dì Tô, hai ngày nay bọn họ muốn đi chơi ở bên ngoài, bảo buổi tối dì không cần đến nấu cơm nữa.
Khi xe trở lại nội thành, đã là chạng vạng, nhìn Cố Thừa Diệu muốn lái xe về nhà, Diêu Hữu Thiên lại không đồng ý, đừng đi nữa, chúng ta đi xem phim có được không? Xem phim. Cố Thừa Diệu thấy hôm nay cô thật sự hết nghĩ ra cái này lại đến cái khác, đã lâu lắm rồi anh không đi xem phim, em muốn đi xem phim, không thể sao? Diêu Hữu Thiên nghĩ một lát, đúng vậy, em muốn đi xem phim, thật ra cô không thích xem phim như thế, nhưng nếu như xem cùng Cố Thừa Diệu, cô muốn thử một lần, phải biết rằng bọn họ vẫn chưa từng xem phim cùng nhau bao giờ. Sắc mặt Cố Thừa Diệu hơi kỳ lạ trong nháy mắt, nhưng vẫn lái xe đến Cinemax gần nhất, nhìn bản lịch chiếu phim sắp xếp chi chít. Cố Thừa Diệu kéo tay Diêu Hữu Thiên, em muốn xem cái nào? Xem phim kinh dị đi. Diêu Hữu Thiên chỉ vào một bộ phim trong số đó, đó là một series phim kinh dị khá nổi tiếng. Khóe miệng Cố Thừa Diệu lại không nhịn được giật giật lần nữa. Anh cho rằng Diêu Hữu Thiên sẽ xem phim văn nghệ, bằng không cũng sẽ xem thể loại bom tấn của Mỹ. Không lay chuyển được Diêu Hữu Thiên, Cố Thừa Diệu đi mua vé, lại mua thêm chút đồ ăn vặt. Anh không biết vì sao xem phim nhất định phải ăn đồ ăn vặt. Có điều đây là yêu cầu của Diêu Hữu Thiên, anh sẽ thỏa mãn từng cái một. Tên bộ phim là Ám Dạ U Linh, mặc dù quay ở trong nước, có điều cốt truyện rất hay, cảnh quay cũng tính là đáng sợ. Hơn nữa còn là phim 3D, hiệu quả càng tốt hơn một chút. Cố Thừa Diệu là một người theo chủ nghĩa vô thần, vô cảm với loại phim này. Ngược lại Diêu Hữu Thiên ban đầu vẫn mang theo tâm trạng vui vẻ để xem, về sau đã bắt đầu sợ rồi. Khi U Linh đầu tiên xuất hiện, cô không nhịn được vùi đầu vào trong lòng Cố Thừa Diệu. Sự áp sát của cô khiến Cố Thừa Diệu bất ngờ, hơi bật cười, có gì mà phải sợ, đó đều là giả thôi. Diêu Hữu Thiên lắc lắc đầu, dù thế nào cũng không chịu thò đầu ra. Bây giờ xem như cô đã hiểu rồi, vì sao rất nhiều nam sinh nói trên diễn đàn, nếu như muốn ôm bạn gái, cách tốt nhất chính là đưa nữ sinh đi xem phim kinh dị. Lúc nữ sinh sợ hãi, sẽ hoàn toàn dựa vào nam sinh. Con đó đã đi chưa? Cô mở miệng rất nhỏ giọng. Con nào? Cố Thừa Diệu cố ý giả vờ không hiểu, nói, chính là con đó đó. Diêu Hữu Thiên không tin anh không hiểu, ngẩng đầu nhìn anh một cái qua lớp kính, anh nói nhanh lên, đi rồi. Cố Thừa Diệu tốt bụng cho cô đáp án. Diêu Hữu Thiên thở phào nhẹ nhõm, lại ngồi thẳng người dậy tiếp tục xem. Nhưng khi U Linh tiếp theo xuất hiện lại vùi mặt vào lòng Cố Thừa Diệu lần nữa, con đó đi chưa? Đi rồi. Lần này, Cố Thừa Diệu rất thẳng thắn. Diêu Hữu Thiên thở phào nhẹ nhõm, vừa xoay người lại, lại nhìn thấy U Linh trên màn hình há hốc miệng, mặt mũi hung tợn xông tới. A, cô giật nảy mình, thật sự không nhịn được lại quay mặt đi, tay không quên dùng sức đấm Cố Thừa Diệu một cái, anh xấu lắm, lại lừa cô, cảnh tượng vừa rồi thật là khủng khiếp, có hai con khác đi rồi, con kia lại tới. Cố Thừa Diệu nhìn cô, chủ động ôm ấp yêu thương, bàn tay ôm eo cô, đã nói những thứ đó đều là giả, nếu như em sợ, vừa nãy không nên xem loại phim này. Diêu Hữu Thiên dán mặt vào ngực anh lắc lắc đầu, sẽ không nói cho anh, điều cô thích chính là như vậy, rõ ràng anh đã là chồng mình rồi, nhưng lại thích kề sát vào anh như thế này, hơn nữa thế này mới thú vị, không phải sao. Một đoạn phim tiếp tục qua đi, trong rạp chiếu phim đầy tiếng thét chói tai của nữ sinh, mà những người đàn ông lại phụ trách việc an ủi cô gái của mình, mãi đến khi hết phim, Diêu Hữu Thiên thấy con U Linh cuối cùng vẫn chưa bị tiêu diệt, nhịp tim vẫn đập hơi nhanh, hơi thở cũng hơi gấp. Cố Thừa Diệu nắm tay cô, đưa cô rời khỏi rạp chiếu phim đi về phía chỗ mình dừng xe, cảm thấy bàn tay nhỏ của cô hơi lạnh, anh dừng bước, em lạnh à? Diêu Hữu Thiên lắc đầu, cô không hề lạnh, chỉ là vừa rồi thật sự hơi bị dọa sợ, thật ra cô cũng xem là như một người theo chủ nghĩa vô thần, có điều biết là giả và không sợ là hai chuyện khác nhau. Cảnh tượng đó được dựng lên khá thật, để em bình tĩnh một chút. Diêu Hữu Thiên vỗ ngực, hít một hơi thật sâu. Cố Thừa Diệu hơi buồn cười, ban đầu còn tưởng Diêu Hữu Thiên giả vờ, bây giờ nhìn dáng vẻ của cô, rõ ràng là sợ thật, lần sau không nên xem loại phim này nữa, em cứ muốn xem. Diêu Hữu Thiên giống như đối đầu với anh vậy, dù sao anh cũng sẽ xem cùng em, không phải sao? Ánh mắt của cô mang theo vài phần khoa trương, ý tứ mệnh lệnh trên khuôn mặt vô cùng rõ ràng. Sự tùy ý trên nét mặt hiện ra thần thái đặc biệt, Cố Thừa Diệu lại không tìm được lời để phản bác, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Diêu Hữu Thiên, vẻ mặt khoa trương mang theo chút hung hãn, suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu, được, anh sẽ xem cùng em, câu nói này được xem là một lời hứa khác, trong lòng anh biết, nhưng lại không phản đối, thậm chí, có một chút vui vẻ mơ hồ.
cứ như vậy đi, cũng không có gì không tốt, về phần người đó, có lẽ thế nào cũng phải phụ lòng rồi. Lần này cuối cùng Diêu Hữu Thiên đã hài lòng, cong khóe môi lên cười thành tiếng, Cố Thừa Diệu nắm tay cô, cùng đi về nhà. Bước chân của mùa đông đã đến gần, có điều bầu không khí trong xe lại vô cùng sôi động. Ngày hôm sau là chủ nhật, Diêu Hữu Thiên và Cố Thừa Diệu tiếp tục hẹn hò, bọn họ đi đến quảng trường Tân Dân lớn nhất thành phố Y. Mấy năm nay thành phố Y phát triển rất rực rỡ, rất nhiều nhãn hiệu trên thế giới đều tiến vào thành phố Y. Phần lớn quần áo mà Diêu Hữu Thiên mặc là do Diêu Hữu Gia thiết kế, sau này Cố Thừa Diệu mới biết điều này. Có điều, thỉnh thoảng Diêu Hữu Thiên cũng thích đi dạo phố, mua đồ. Giờ là lúc giao mùa, cô mua cho Diêu Đại Phát hai chiếc áo khoác, mua cho Tuyên Tĩnh Ngôn hai bộ quần áo, sau đó là hai anh trai Diêu Hữu Quyền và Diêu Hữu Thế ở nhà. Cố Thừa Diệu thấy cô mua hết cho người nhà, lại cảm thấy hơi ghen, em mua nhiều như vậy, sao lại không mua cho anh hai chiếc? Phản ứng của Diêu Hữu Thiên là nhìn anh một cái, ánh mắt nhìn cúc áo trên trang phục của anh Cố đang nói đùa sao? Em nhớ rõ không phải đồ đặt làm thì anh không mặc mà, bộ Armani số lượng có hạn mặc trên người đó, có tiền cũng không mua được, anh khẳng định muốn em mua quần áo cho anh. Cố Thừa Diệu bị cô chặn đứng không giải thích được gì, trong lòng hơi bực dọc, tiếp tục đi dạo với Diêu Hữu Thiên. Khi mắt nhìn thấy một cửa hiệu bán quần áo và trang sức tinh xảo nào đó thì híp lại, kéo tay Diêu Hữu Thiên không hề nghĩ ngợi chạy đến đó. Diêu Hữu Thiên không biết Cố Thừa Diệu muốn làm gì, mãi đến khi vào cửa, mới nhận ra anh đưa mình đến đâu, lại là một cửa hiệu bán nội y nữ. Chương 181, em không cần anh cần, cửa hiệu nội y nữ. Diêu Hữu Thiên thật sự không muốn nghĩ xấu, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cô không thể không nghĩ xấu. Không đợi cô phản ứng lại, hai nhân viên cửa hàng đã chào đón. Xin chào anh chị, xin hỏi anh chị cần gì ạ? Tôi không cần gì. Trên mặt Diêu Hữu Thiên hiện lên vẻ xấu hổ, kéo kéo tay áo Cố Thừa Diệu, em không cần cái này, chúng ta ra ngoài đi, em không cần anh cần. Cố Thừa Diệu không quên, nội y gợi cảm bạn Diêu Hữu Thiên tặng cho cô lần trước đã mang đến bao nhiêu niềm vui. Vào cửa tiệm, ánh mắt đảo một vòng lên giá hàng, khi nhìn thấy vài bộ nội y gợi cảm mặc lên người người mẫu thì vung tay lên, dựa theo số của cô ấy, gói hết mấy bộ này lại. Ngay từ đầu khi nhân viên cửa hàng nhìn thấy Cố Thừa Diệu và Diêu Hữu Thiên đi đến, còn có chút không phản ứng kịp. Không phải không có đàn ông đến mua nội y cùng với bà xã, nhưng đẹp trai thế này thì lại là lần đầu tiên. Diêu Hữu Thiên xấu hổ vô cùng, mặt đã biến sắc, nhưng Cố Thừa Diệu giống như không nhìn thấy, bình tĩnh nhìn nhân viên cửa hàng gói mấy bộ nội y gợi cảm dị thường kia lại, sau đó cất vào trong túi, anh lại sảng khoái quẹt thẻ trả tiền. Cố Thừa Diệu, mấy chữ này của Diêu Hữu Thiên giống như rít ra từ kẽ răng, anh đã đủ chưa, mỗi ngày mặc một bộ, mặc cho anh xem. Cố Thừa Diệu kề sát lỗ tai cô, nhỏ giọng mở miệng, đây chính là phúc lợi của anh, em không được tước đoạt. Cố Thừa Diệu, giọng nói đè thấp, mang theo vài phần ngượng ngùng, khuôn mặt Diêu Hữu Thiên hồng đến mức không thể hồng hơn, nếu như trên mặt đất có một cái lỗ, cô tin rằng nhất định mình sẽ chui vào. Hoàn toàn không dám đối mặt với ánh mắt mang ý cười của các nhân viên cửa hàng, cô rời đi như chạy trốn khỏi cửa tiệm nội y, đi ra từ bên trong, tay hai người đã xách đầy đồ. Cố Thừa Diệu và Diêu Hữu Thiên đành phải xách đồ lên xe của mình. Hôm nay là chủ nhật, bình thường mà nói Diêu Hữu Thế và Diêu Hữu Quyền đều phải ở nhà. Hai người đi thẳng đến nhà họ Diêu, đưa quần áo muốn tặng cho ba mẹ và anh trai đến, ăn cơm ở nhà họ Diêu xong, lại ngồi thêm một lát rồi mới về nhà. Đương nhiên, buổi tối hôm đó, Diêu Hữu Thiên bị Cố Thừa Diệu yêu cầu mặc nội y mới mua là điều không thể tránh khỏi. Đêm đen kiều diễm, ngày hôm sau, Cố Thừa Diệu được cho ăn no, lại nghỉ ngơi rất tốt, sáng sớm đến công ty mà tinh thần sảng khoái, xử lý công việc chất đống xong, hiệu suất làm việc cao cùng với tâm trạng vui vẻ của anh khiến Tiểu Mã có cảm giác xuyên không trong nháy mắt. Chuyện này giống như khoảng thời gian trước, tâm trạng lão đại cũng tốt thế này. Cũng không biết ai mang đến tâm trạng tốt như vậy cho lão đại, là vì ở nhà đó sao, hay là vì ở bên ngoài, có điều đây cũng không phải chuyện cậu ta có thể quản được. Cố Thừa Diệu ký xong toàn bộ văn kiện, bận việc đến mức ngay cả cơm trưa cũng quên ăn, mãi đến khi hơn 2 giờ chiều, điện thoại di động của anh reo lên, nhận điện thoại không hề suy nghĩ, nhưng lại là dì Dương. Nhận được điện thoại của dì Dương, khiến Cố Thừa Diệu thức tỉnh trong nháy mắt, người mà bị anh cố ý lãng quên suốt 2 ngày, Bạch Yên Nhiên,
cũng đã hiện lên trong đầu anh vào lúc này. Hai ngày này sống quá vui vẻ cùng với Diêu Hữu Thiên, vui vẻ đến mức khiến anh không hề nghĩ đến, còn có một người phụ nữ khác đang đợi chờ anh. Mi tâm nhíu lại, Cố Thừa Diệu cất điện thoại, thả lỏng người dựa lên lưng ghế, tâm trạng quanh đi quẩn lại rất nhiều vòng, cuối cùng đứng dậy, lấy chìa khóa xe ra. Nửa giờ sau, Cố Thừa Diệu đã xuất hiện trong căn nhà sắp xếp cho Bạch Yên Nhiên. Dì Dương nhìn thấy anh đã đến, thở phào nhẹ nhõm. Cậu à, hai ngày nay cô không hề ăn cơm, chỉ khóc thôi, tôi nói chuyện cô ấy cũng không nghe. Dì đi trước chuẩn bị vài món thanh đạm đi, tôi đi nói chuyện với cô ấy. Cố Thừa Diệu ngắt lời dì, đi thẳng đến phòng Bạch Yên Nhiên. Trong phòng, Bạch Yên Nhiên nằm sấp ở đó, hình như là đang ngủ, cơ thể nhỏ gầy, ăn mặc rất phong phanh, bước chân nhẹ nhàng đi đến đứng ở trước giường. Cố Thừa Diệu nhìn thấy vệt nước mắt chảy xuống trên gò má Bạch Yên Nhiên, cho dù khuôn mặt xinh xắn đang ngủ, cũng mang theo vài phần u sầu. Mi tâm Cố Thừa Diệu nhíu lại càng chặt, khóe môi mím lại thành một đường thẳng, cuối cùng nhắm hai mắt lại, lúc này mới bình tĩnh mở miệng. Yên Nhiên, nghe thấy giọng nói của anh, Bạch Yên Nhiên mở mắt ra, nhìn thấy anh, cô đột nhiên bật dậy, đưa tay ra muốn ôm lấy anh. Cố Thừa Diệu lùi về phía sau một bước, kéo tay cô ra, nghe nói, em vẫn chưa ăn gì, em ăn không vào. Bạch Yên Nhiên cắn cánh môi, đôi mắt to điềm đạm đáng yêu nhìn Cố Thừa Diệu, em ăn không vào chút nào. Thừa Diệu, vì sao anh không đến thăm em? Rõ ràng anh đã đồng ý với em, anh nói anh sẽ đến thăm em, anh, thật sự xin lỗi. Cố Thừa Diệu biết chuyện này chính là lỗi của mình, nhưng, Yên Nhiên, anh đã kết hôn rồi. Bạch Yên Nhiên ngẩn ra, trên mặt là vẻ ngây ngốc, anh nói cái gì? Anh nói, anh đã kết hôn rồi. Hai ngày nay, Cố Thừa Diệu đã nghĩ rất nhiều, anh không muốn ly hôn, không muốn chút nào. Có lẽ anh chưa yêu Diêu Hữu Thiên, nhưng lại thích cảm giác ở bên cạnh cô. Trước khi anh nhận thức rõ, anh không muốn mất đi cuộc sống như thế, anh không thể, cũng không muốn ly hôn. Đây là đáp án cho sự suy nghĩ hai ngày nay của anh. Anh muốn tiếp tục duy trì quan hệ hôn nhân với Diêu Hữu Thiên, vậy nên không thể tiếp tục chăm sóc Bạch Yên Nhiên nữa. Anh chưa vô liêm sỉ đến mức ở chung với Bạch Yên Nhiên, rồi lại vừa ở bên cạnh Diêu Hữu Thiên. Anh ắt phải đưa ra một vài lựa chọn, mà hai ngày nay sống cùng với Diêu Hữu Thiên đã khiến trái tim anh có được lựa chọn của mình. Làm thế nào Bạch Yên Nhiên cũng không ngờ, mình chờ đợi hai ngày nay, lại chờ được một kết quả thế này. Cả người cô ngây ngẩn, giống như quả cà bị sương quấn lấy, hoàn toàn ngơ ngác đứng đó, trợn mắt há mồm nhìn Cố Thừa Diệu trước mặt. Thừa Diệu, anh có ý gì? Yên Nhiên, em cũng biết, anh đã kết hôn rồi. Giọng nói của Cố Thừa Diệu rất nhẹ, cực kỳ nhẹ. Ngôi nhà này, anh sẽ bảo Tiểu Mã sang tên cho em, hoặc là nếu em muốn về Bắc Đô cũng được, anh sẽ cho em một khoản tiền, để về già em sống không lo cơm áo. Thừa Diệu, Bạch Yên Nhiên nhìn anh với vẻ mặt không dám tin, ánh mắt đó đầy lo sợ, anh nói gì vậy, anh nói lại lần nữa đi. Thật ra Cố Thừa Diệu cảm thấy rất khó nói ra miệng mấy câu này, nhưng lại không nói không được. Anh nói, anh sẽ sang tên nhà cửa cho em, hơn nữa cho em một khoản tiền. Cơ thể Bạch Yên Nhiên mềm nhũn, cô ngồi lại lên giường, đôi mắt mờ mịt, không biết nhìn đi đâu. Vẻ mặt đau khổ khiến Cố Thừa Diệu có phần không thể nói ra nổi những lời phía sau, nhưng lại không thể không nói. Yên Nhiên, anh kết hôn rồi. Bạch Yên Nhiên gật gật đầu, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, anh muốn phản bội lời hứa của anh. Im lặng, về chuyện này, Cố Thừa Diệu không có lời nào để nói. Anh kết hôn rồi, cho nên tôi đã trở thành gánh nặng của anh. Anh kết hôn rồi, cho nên anh không cần tôi nữa. Bạch Yên Nhiên muốn khóc, nhưng hiện giờ cô lại không khóc được. Cho nên, anh muốn dùng tiền bạc để đuổi tôi, giống như mẹ anh làm trước đây. Cô vừa nhắc tới Kiều Tâm Uyển, sắc mặt Cố Thừa Diệu lại hơi biến đổi. Yên Nhiên, không phải anh không hề có ý đó. Anh chỉ cảm thấy kết quả thế này đều tốt cho mọi người. Không phải anh có ý đó, vậy anh có ý gì? Bạch Yên Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đầy đau đớn. Anh kết hôn rồi, anh đã có người phụ nữ khác, cho nên anh không thể chăm sóc tôi, anh cũng không cần em tôi. Anh bắt chước bà mẹ anh, dùng tiền đuổi tôi đi, dùng tiền để làm nhục tôi. Anh không hề muốn làm nhục em, anh đã làm như vậy rồi. Bạch Yên Nhiên đứng lên, bởi vì kích động, giọng nói của cô đã bắt đầu run rẩy. Anh phản bội tôi, phản bội tình cảm của chúng ta, anh cưới người phụ nữ khác, bây giờ còn muốn dùng tiền xua đuổi tôi, cái tôi cần là tiền của anh sao? Giọng nói của Bạch Yên Nhiên thấp hơn, tôi không có tay chân sao?
bản thân tôi không thể nuôi sống chính mình sao? Cố Thừa Diệu, lúc anh nói những lời như vậy, anh xứng đáng với tôi sao? Yên Nhiên, anh biết anh đối, tôi yêu anh. Bạch Yên Nhiên ngắt lời anh, Cố Thừa Diệu, bởi vì tôi yêu anh, nên mới muốn ở bên cạnh anh, tôi không cần tiền của anh, làm sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Yên Nhiên, thật sự xin lỗi, nhưng anh đã kết hôn rồi, tôi biết anh đã kết hôn rồi. Bạch Yên Nhiên cắn môi, nỗi đau khổ trong lòng đã nhấn chìm cô, bởi vì mẹ anh không thích tôi, bởi vì mẹ anh không muốn chúng ta ở bên nhau. Cố Thừa Diệu, lời hứa anh đã từng nói thì sao? Anh đã nói anh sẽ cưới tôi, bây giờ anh như thế này là đang tính toán gì đây? Cố Thừa Diệu lại im lặng lần nữa, phụ lòng Bạch Yên Nhiên, anh không muốn, nhưng ly hôn với Diêu Hữu Thiên, anh lại càng không muốn hơn, cho dù anh mặc dày hơn nữa cũng không làm ra chuyện ngoại tình. Huống hồ, Bạch Yên Nhiên chỉ trích xong, cảm thấy sức lực toàn thân đều đã bị rút sạch, cô đột nhiên đưa tay ra ôm lấy Cố Thừa Diệu. Thừa Diệu, em sai rồi có được không? Em sai rồi, em không nên ép anh ly hôn với cô ta, em chỉ yêu anh thôi, em không cần anh ly hôn nữa, em không muốn lấy anh nữa, chúng ta cứ thế này thôi có được không? Em không cần gì nhiều, thật sự không nhiều, em chỉ muốn anh thỉnh thoảng đến thăm em một chút, ngồi với em chút thôi là được rồi, có được không? Thừa Diệu, em chỉ có anh thôi, em thật sự chỉ có anh thôi, em, cô không nói được nữa, chỉ khóc thút thít. Cố Thừa Diệu hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt, cuối cùng kiên định kéo tay cô ra. Yên Nhiên, thật sự xin lỗi, anh không thể, nghĩ đến hậu quả có thể sẽ tạo thành khi Diêu Hữu Thiên biết đến sự tồn tại của Bạch Yên Nhiên, trái tim Cố Thừa Diệu không thể không lạnh đi. Em nghỉ ngơi thật tốt đi, chăm sóc mình cho tốt, đừng làm khó cơ thể. Nói xong câu này, anh không nhìn xem Bạch Yên Nhiên sẽ có phản ứng gì nữa, rời đi như trốn chạy. Lúc đi ra ngoài, dì Dương vừa mới đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy nhanh như vậy Cố Thừa Diệu đã ra ngoài rồi, có chút kinh ngạc, chăm sóc cô ấy thật tốt. Cố Thừa Diệu lại mặc kệ ánh mắt của dì Dương, bỏ lại câu này rồi rời đi. Trước khi đóng cửa lớn lại, anh nghe thấy từ trong phòng truyền ra một tràng tiếng khóc tê tâm liệt phế, mày kiếm hơi trao lại, nhưng bước chân không hề ngừng. Chương 182, anh vẫn chưa thử, có thể thử xem. Diêu Hữu Thiên nhìn làng du lịch trước mặt, do Cố Thị thi công, quả thực xây dựng rất tốt. Trước đây Cố Thừa Lân nhìn trúng chỗ này, cũng muốn xây dựng làng du lịch ở đây, bởi vì nơi đây có một suối nước nóng, thế nhưng suối nước nóng đó lại ở một chỗ khác. Phương án trước đây của Cố Thị cực kỳ tốt, khiến Diêu Hữu Thiên rất thán phục. Suối nước nóng được hướng dẫn theo đà phát triển, dẫn vào kiến trúc chủ thể ở trung tâm làng du lịch, là khách sạn nghỉ ngơi ấm áp. Bên cạnh khách sạn là tiệm spa được xây dựng riêng biệt, ở đây có phương pháp thủy trị liệu sao với suối nước nóng chăm sóc sức khỏe ở trung tâm, và cả một loạt hạng mục spa với suối nước nóng, sao thủy trị liệu, chữa bệnh bằng nước. Tiếp tục đi sang bên cạnh tiệm thủy trị liệu, đã đến gần bờ biển, ở đó lại có một khu vui chơi trên nước rất lớn, có thể chơi phiêu lưu, lướt sóng, còn có hồ nghịch nước, hồ bơi, đường trượt. Tất cả chính là một thế giới vui chơi trên mặt nước, đình đài núi giả, nước chảy róc rách, lấy nước làm ranh giới, ngăn cách khách sạn và spa, chỉ còn hai cây cầu có thể qua lại. Bên cạnh khách sạn lại là sân bóng sân golf hiện đại hóa, đi qua tiếp còn nhìn thấy một trường đua ngựa, mùa hè đến đây có thể lướt sóng, phiêu lưu, nghịch nước, mùa đông đến đây có thể tắm nước nóng, điều dưỡng, lúc rảnh rỗi lại có thể đến đây chơi thể thao, cưỡi ngựa, mà mỗi một nơi đều độc lập, nối liền với nhau, nhưng đều có cổng vào riêng. Diêu Hữu Thiên gần như có thể tính trước, một khi làng du lịch này xây dựng xong sẽ thu hút bao nhiêu khách. Bây giờ tất cả công trình đều đã tiến vào giai đoạn chót, chỉ còn lại một số thiết bị lắp đặt nội bộ vẫn chưa hoàn thành. Tiến triển của công trình này đã tính là nhanh rồi. Từ tiến độ công trình Diêu Hữu Thiên có thể cảm nhận được, Cố Thừa Diệu rất muốn về Bắc Độ, kiểm tra hết tiến độ một lượt. Diêu Hữu Thiên đang định trở về, ngang eo đột nhiên xuất hiện thêm một bàn tay to, cô bất ngờ không kịp đề phòng đã bị kéo vào một vòng ôm rộng lớn. Diêu Hữu Thiên giật mình, khi đang định giãy giụa, lại ngửi thấy mùi hương nam tính quen thuộc. Cô quay đầu lại, khi đối diện với gương mặt tuấn tú của Cố Thừa Diệu thì khóe môi cong lên, sao anh lại tới đây? Vừa rồi đến công ty em để tìm em, Tiểu Vi nói em đã đến đây. Rời khỏi chỗ Bạch Yên Nhiên, không hiểu sao Cố Thừa Diệu lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng biết anh hành động như vậy có chút tàn nhẫn,
đặc biệt là đối với Bạch Yên Nhiên, nhưng Thương Mạc Viễn nói đúng, anh đã kết hôn rồi, nếu không thể ly hôn với Diêu Hữu Thiên, đương nhiên phải đưa ra lựa chọn. Huống hồ hôm trước khi anh gọi điện thoại cho bà nội, mặc dù bà năm lần bảy lượt tỏ ý mình không sao, nhưng anh có thể nghe ra được sự ngụy trang ấn dấu trong giọng nói của bà. Quả thật tuổi của bà nội đã lớn rồi, nếu như anh ly hôn, nhất định bà nội sẽ không chịu được phải không? Anh không thể, cũng không thể lấy bà nội ra để mạo hiểm. Hơn nữa, ánh mắt rơi lên người Diêu Hữu Thiên, không hiểu sao, anh cũng không muốn ly hôn với cô. Thật ra bản thân Cố Thừa Diệu cũng không phân biệt rõ, rốt cuộc anh không muốn ly hôn là phần nhiều vì quan hệ với gia đình, hay phần nhiều vì quan hệ với Diêu Hữu Thiên. Anh chỉ biết rằng dù sao chỉ cần anh không ly hôn, người phụ nữ này vẫn sẽ là vợ của anh, không có bất kỳ ai có thể thay đổi điều này. Diêu Hữu Thiên nhìn thời gian, đối diện với gương mặt dường như đang thất thần của Cố Thừa Diệu. Anh Cố, xin hỏi anh đang trốn việc sao? Bây giờ, đến thời gian tan sở vẫn còn một quãng thời gian dài nữa. Cố Thừa Diệu hồi phục lại tinh thần, nhìn làng du lịch đang xây một cái. Em có ý kiến sao? Có một chút. Diêu Hữu Thiên gật gật đầu, bờ môi nhỏ hơi cong lên, giống như thật sự không hài lòng. Em vất vả khổ cực chạy đến xem tiến độ công trình thế này, anh lại trốn việc, em có chút bất bình, là do em thích nhọc lòng. Cố Thừa Diệu kéo tay cô đi ra chỗ để xe bên ngoài, bên dưới nuôi nhiều người như vậy, nếu như mọi chuyện đều muốn tự thân tự lực, vậy nuôi những người đó làm gì? Đương nhiên tiến độ công trình có người của bộ phận công trình phụ trách, cách vài ngày Tiểu Mã cũng báo cáo cho anh một lần, nhưng cô lại thích nhọc lòng, em thích cảm giác đó mà. Diêu Hữu Thiên quay đầu lại nhìn ra phía sau một cái, xây nhà cao tầng trên đất bằng, nhìn từng công trình này mọc lên rất có cảm giác thành tựu. Không sao, chờ bên này đưa vào sử dụng rồi, em có thể làm vị khách đầu tiên. Cố Thừa Diệu vẫn cực kỳ có lòng tin với bản kế hoạch của Cố Thị, anh tin rằng đến lúc đó em sẽ có cảm giác thành tựu hơn, em cũng tin vậy. Cô đã bắt đầu mong đợi, em rất thích cưỡi ngựa, em phục các anh rồi, lại nghĩ ra dựng một trường đua ngựa ở đây. Đó là vì Thừa Lân thích chơi. Cố Thừa Diệu nghĩ đến hai người anh em của mình, từ trước đến giờ anh ấy thích chơi nhất, sau này em đã biết rồi. Cá tính của thai song sinh đúng là không giống nhau. Cố Thừa Kỳ chững trạc cẩn trọng, Cố Thừa Lân lại có phần thích chơi bời, hơn nữa cá tính cũng có vẻ cởi mở hơn, mà Cố Thừa Diệu lại ở giữa hai anh em bọn họ. Anh cũng thích chơi, trên người có thêm một chút ngang ngạnh, nhìn như không để tâm đến điều gì, nhưng bản thân lại rất có ý thức trách nhiệm. Thật ra tâm trạng Diêu Hữu Thiên như vậy là vì khi yêu một người, sẽ cảm thấy trên điểm nào trên người anh ta cũng tốt, cho nên so sánh với hai anh em khác của nhà họ Cố, sẽ cảm thấy Cố Thừa Diệu tốt nhất, vừa không trầm lặng như vậy, mà cũng không tùy tiện như thế, cũng không nghĩ lại cô trước đây. Không ít lần oán thầm Cố Thừa Diệu phóng đãng bất kham, lại cảm thấy anh quá cay nghiệt. Thật ra đây chính là điểm khác biệt giữa yêu và không yêu một người. Tâm trạng của cô xoay vòng, Cố Thừa Diệu không hề biết, chỉ bởi vì anh muốn suy nghĩ cẩn thận một số chuyện, tâm trạng thật sự không tệ. Đi thôi, trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến bên cạnh chiếc xe màu đen của Cố Thừa Diệu. Cố Thừa Diệu lên xe, trước khi khởi động xe, đột nhiên dừng động tác lại, ánh mắt đảo qua nửa khuôn mặt của Diêu Hữu Thiên, anh đột nhiên nắm lấy tay cô. Cô Cố, anh, vẻ mặt Cố Thừa Diệu đột nhiên trở nên hơi nghiêm túc. Chúng ta có con đi, thật ra anh muốn nói là, chúng ta đừng ly hôn, cứ sống thế này cả đời đi. Lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy không thích hợp. Trước đây anh từng muốn ly hôn với cô, nhưng đây là chuyện của rất lâu về trước. Bây giờ anh đã không có ý nghĩ này nữa rồi, bọn họ là vợ chồng. Trên thực tế, vốn là bọn họ phải sống chung cả đời, nếu không thể ly hôn thì cứ như vậy đi. Cùng cô gái trước mặt sinh hai đứa trẻ, bên nhau trọn đời. Vốn dĩ những điều đó là chuyện không có khả năng, bây giờ xem ra, hình như không phải là những chuyện khiến người ta khó mà chịu đựng đến thế, mà không biết tại sao anh lại có chút chờ mong, không biết con của anh và Diêu Hữu Thiên sẽ trông như thế nào. Sự mong chờ đó khiến trong lúc anh nói câu này, ánh mắt nhìn có vẻ cực kỳ nghiêm túc, giọng điệu của anh cũng có sự nghiêm túc trước nay chưa từng có, giống như chuyện này là một kế hoạch, là một chuyện rất quan trọng vậy. Diêu Hữu Thiên ngẩn ra một lát, trong thoáng chốc không tiếp nhận được suy nghĩ của Cố Thừa Diệu. Anh có biết anh đang nói gì hay không? Anh Cố đứa con có ý nghĩa gì? Anh có thật sự biết không? Đi thôi. Trong lòng Cố Thừa Diệu đã có quyết định, trong nháy mắt tâm trạng đã trở nên nhẹ nhõm, đạp chân ga, xe lao đi như mũi tên.
Diêu Hữu Thiên nhìn nửa bên mặt hoàn mỹ của anh, lúc này ngũ quan lập thể đó lộ ra tâm trạng tương đối vui vẻ. Đi đâu? Diêu Hữu Thiên nhận ra cả ngày hôm nay mình đều không theo kịp suy nghĩ của Cố Thừa Diệu. Hôm nay anh có chút khác thường, rốt cuộc là khác thường ở đâu, cô lại không nói ra được. Cảm giác khó hiểu này chính là tâm trạng anh rất tốt. Về phần tại sao tốt, cô thật sự không biết. Sinh em bé, Cố Thừa Diệu quăng ra ba chữ, khiến cho Diêu Hữu Thiên líu lưỡi. Một lần nữa không nhịn được giơ tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay mình một cái. Anh Cố, cô Cố. Cố Thừa Diệu liếc mắt nhìn cô một cái, ngắt lời cô, nếu như em hỏi anh thêm một câu, anh sẽ dừng thẳng xe bên đường. Dừng bên đường làm gì? Sinh em bé, anh vẫn chưa từng thử cách làm tình trên ô tô trong lời đồn đó, có điều anh cũng không ngại lấy Diêu Hữu Thiên làm thí nghiệm. Sinh em bé, ý nghĩa đại diện phía sau ba chữ kia đã thành công khiến Diêu Hữu Thiên ngậm miệng. Cô có lớn gan hơn cũng không đến mức làm tình trong xe với Cố Thừa Diệu ở bên đường. Cô còn nhớ rõ từng đọc một bài báo, nói là có một đôi tình nhân tìm kiếm kích thích, làm tình trong xe ở bên đường, kết quả bị cảnh sát bắt quả tang, nói là bọn họ dừng xe bừa bãi, lúc cô gái đó xuống xe, đến quần cũng không kịp mặc, mặt Diêu Hữu Thiên đã đỏ lên. Một lần nữa cô lại phát hiện ra, bàn về vô sĩ và mặt dày, cô tuyệt đối không phải đối thủ của Cố Thừa Diệu, thậm chí anh khiến cho cô không tìm được lời để nói, giống như bây giờ nói gì cũng không đúng. Bởi vì xấu hổ, trên mặt đã hiện lên hai áng mây hồng, miệng nhỏ hơi biểu lên, giống như là tức giận, lại giống như oán trách. Khóe mắt Cố Thừa Diệu nhìn thấy dáng vẻ cô bị mình chặn họng không nói nên lời, tâm trạng lại cực kỳ tốt. Anh phát hiện ra, có đôi khi nhìn Diêu Hữu Thiên vẫn rất đáng yêu, ý xấu dấy lên, ý muốn trêu đùa cô càng sâu sắc thêm. Thật ra dừng ở bên đường cũng không sao. Cố Thừa Diệu liếc nhìn cửa kính xe của mình một cái, cửa kính xe của anh là đặt làm. Bên trong nhìn được ra bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không nhìn được vào bên trong. Nhìn thấy mặt Diêu Hữu Thiên càng đỏ hơn, anh nói thêm một câu, nếu như em không tin, chúng ta có thể thử xem. Ai muốn thử với anh? Mặt Diêu Hữu Thiên chỉ thiếu nước chưa bị thiêu cháy. Đối diện với vẻ mặt đầy bẩn cợt của Cố Thừa Diệu, lần thứ hai cô ngậm miệng không nói gì. Nói thêm nữa, nói không chừng người này sẽ lại nói ra mấy lời vớ vẩn mất. Quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài, nơi đây còn cách nội thành một vài con đường, đi thẳng theo đường cái xung quanh thành phố, có thể nhìn thấy biển khơi ở phương xa. Biển mùa đông, gió cuốn sóng biển lên cực cao, sóng biển một cao một thấp, giống như tâm trạng lúc này của Diêu Hữu Thiên, cùng Cố Thừa Diệu sinh một đứa bé. Cho dù anh nói những lời này vì nguyên nhân gì, trái tim cô đều có chút mong đợi. Có con rồi, quan hệ giữa bọn họ sẽ hoàn toàn ổn định. Nhìn con người Cố Thừa Diệu là biết, nhất định anh là một người đàn ông gánh vác trách nhiệm với gia đình. Anh đồng ý sinh con với mình, cho thấy giữa bọn họ đã bước vào một mối quan hệ mới, quan hệ vợ chồng chân chính, vợ chồng có thể bên nhau cả đời. Con sao? Cô đã bắt đầu tưởng tượng, sau khi bọn họ có con, sẽ có cuộc sống như thế nào?